Rồi, chào các bạn. Hôm nay mình đi ăn cái hủ tiếu của người Thái. Cái tô bị to vậy nè. Thì hôm nay để mình coi mình ăn được bao nhiêu tô nha. Một tô nó 16 bạc. Một tô lớn thì 50, nhưng mà mình ăn thử tô nhỏ. Tại người Thái người ta thích ăn tô nhỏ nhiều. Cái này nó nằm ở trong Big C á. Big C của Ratchadamri. Big C ở tại đối diện Central World á. Đây tới rồi. Cho cái khổ với tiểu đi bên nữa thu lét gì sao hả? Nừng sam ní cái tao phô nừng cặp anh ấy là tôm dầm mà tôm dầm nừng có sảm còn sảm sam còn nói chung là mình mới làm video à, nên là sẽ úp một số cái, nhưng mà nếu mà mấy bạn xem nhiều video á thì follow bằng cách là subscribe và chia sẻ cho mình ha, để có động lực thôi chứ không gì. Nói chung cũng còn sơ sài lắm, coi để vui chơi thôi chứ không ý định gì. Còn hên có tí xíu tiền thì đỡ. À đây nè, cái bánh cái này là cái người Thái người ta gọi là cái nấm tọt quấy tiểu, quấy tiểu là hủ tiếu á. Cái này là nứa, là mũ, là nứa nha, nứa chứ không phải mũ. Nứa là bò, còn cái này là tôm dầm nha, tôm dầm cung. À, cái này là kentapo đó, kentapo ha. Để bây giờ mình ăn được 3 chén này để coi được ăn được bao nhiêu, chứ em thấy là người Thái họ ăn rất là nhiều luôn á, ăn một là một chồng luôn. Mình ăn trước cái này thử coi. Mình ăn cái này trước, ăn với tiểu trước, ăn cái tôm dầm trước. Bỏ thêm tí ớt nha, cho nó cay. Tí đường. Rồi, trộn lên. Này nó cũng có nhỏ thôi, chắc một đũa hết à. Nhưng mà thường mình tới đây mình ăn chứ khoảng 4 là hết rồi. 4 là cao lắm. Có nám rồi hả? Cái hun keo này chiêu nước nè, mời nha, xin mời nha. Cái này là tôm dầm, cay, nước ngon, rất là ngon nha. Cái này là bông cúc nha. Tiếng Thái người ta gọi là cái hui. Cái khui. Có đậu vọng nè, ớt nè, chua chua nè, mặn mặn cái cây ngon.
Costco. Mới cái này. Cái này là Kentucky. Nó chua chua nhưng mà nó thơm thơm, cái mùi mình không diễn tả được, nhưng mà nó có cái này ăn nó giòn lắm. Cái này nó chiên không? Chiên. Nó giống như cái mùi mắm mắm á. Nó chua chua. Ăn cũng phê lắm nè. Nhưng mà mình thích ăn cái bò thêm hơn. Bò thôi. Bỏ ớt vô, nó ngon. Làm miệng muỗng thôi. Cái cay mới ngon, ớt bột của Thái nó ngon lắm. Nó đỏ đỏ vậy nè. Nó đỏ đỏ vậy nha mấy bạn. Nếu mấy bạn thích coi nhiều cái clip của Thái á, mấy bạn follow, mấy bạn subscribe, comment cho nó sung sung rồi bước làm tiếp. Tại vì chuẩn bị bước đi Dubai, bước làm nữa. Nghe nói là bên đó có kem vắt vàng, có cởi lạc đà rồi này kia. Qua đó chơi hết luôn. Chơi rồi không biết cô gái luôn. Nói vợ nó chẻ đầu chết luôn. Ngon ha. Có nhiều người họ ăn một chồng nha, 5 tô 7 tô là bình thường. Một nhóm ăn mười mấy tô là bình thường. Mình ăn chắc 3 tô quá, chắc xong phim rồi. 2 tô tiếp. Tô này, tô này thì cái nước nó hơi đặc biệt nha, tô này ngon. Đó là quấy tiểu nấm tục, nước đen, nước nó đen nha mấy bạn, đen thui luôn, nhưng mà nó rất là ngon. À, cái hủ tiếu nó cũng vậy, nó cũng đen thui luôn nè. Nó đen nhưng mà ăn thấy nhìn nó ghê ghê, nhưng mà thật sự nó rất là ngon, ngon dữ lắm nha, rất ngon nha. Ăn thử. Ăn hết cái này thôi nha. Cái vị bò nó rất là rõ rệt. Ai đến Thái á, mình đi lại đây á, mình ăn thử. Bò ngon, mềm. Cái bò riêng đúng không? Nhưng mà mình thích cái nước của nó. Nước nó, đây. Rất là ngon. Thơm ngon, cái giọt cuối cùng nó có vị chua chua, ngọt. Thái thì nó vậy, nó cay, nó ngọt, nó chua. Nhưng mà cái nước này nè, nám là nước đó. Nói nó lộn tiếng Thái. Nước ngon nha. Đậm lắm, nó đậm lắm. Mình lên mình ăn thử cho biết. Nó có 16 bạc một tô thôi, rất rẻ. Ở tầng số 4 của Big C nha, Ratchadamri, đối diện với Central World. Đó. Rồi. Chào các bạn nha. Nói chung là làm video chơi chơi vui. Với lại mấy bạn muốn thích tôi đi đây đi đó, ăn cái này cái kia thì các bạn đăng ký đi, đăng ký cái kênh của mình đó. Rồi xong sau đó thì có động lực tôi làm tiếp chứ không buồn quá. Mới mở mà. Chào nha, chào nha.